hôm nay mình mới mua cái món này để nâng cấp cho con xe của mình. Mọi người biết là nó đi đường xa thì mình có camera hành trình như Google hay mấy loại khác ha, nhưng mà thường thì những cái loại đó mình không có quay liên tục, mà mình chỉ quay những cái cảnh mà nó đẹp thôi. Cho nên là trên đường nó mình bỏ những cái khoảnh khắc rất là nhiều. Cái lúc mà muốn quay á, khi nó rơi vô cái tình huống mà phải tập trung để xử lý, không có bấm máy quay được, thì mình cần một cái loại thiết bị mà nó quay liên tục. Thì vô đồ quay liên tục cũng được thôi, hay là máy khác gì đó quay cũng được thôi, nhưng mà mình sẽ đánh đổi là cái chuyện sẽ mau hết pin và hết thẻ nhớ. Cho nên là một cái camera hành trình là để nó đảm bảo được cái an toàn, và nó khi mà nó xảy ra sự cố cái gì đó thì nó vẫn còn cái hình ảnh để chứng minh, để xem lại, thì nó giúp cho mình trong những tình huống đó ha. Thì hôm nay mình đầu tư cái con này K3. Cái loại mới này thì nó có K2, K3 và K5. Về cơ bản thì K2 và K3 nó không có khác nhau. Nó chỉ có K3 nó khác cái K2, nó có thêm cái cục này. Tức là cái cục này mình sẽ qua cái cục này, nó giống như cái giao diện để cho mình biết được là cái thiết bị này nó đang hoạt động có ổn không, có đang quay hay không, nó có bắt GPS hay không, và nó có đang phát wifi hay không. Còn K2 thì nó có cục này, cho nên là K2 là nó tự động quay thôi, chứ mình muốn biết tình trạng như nào mình phải kết nối cái app trên điện thoại vào trên cái cục phát wifi của nó. Đây là thiết bị lưu trữ với thời xử lý của nó luôn, hai camera. Đây là cục GPS, K2 giống K3 hết, nó chỉ là K3 nó có thêm cái cục này. Còn K5 nó y chang K3, nhưng mà K5 thì nó sẽ xử lý cái cam trước là 4K. Còn cái K3 này thì cả 2K, hai cam trước và sau nó đều là Full HD ha. Thì bây giờ mình sẽ lắp cái con này lên xe của mình. Giờ để lắp thì đầu tiên mình phải tháo cái dàn áo ra, mình đi dây điện. Thì mình dự kiến sẽ đi dây điện cặp bên cái sườn bên trái của chiếc xe của mình. Cặp sườn bên trái, tại sườn bên phải là đi điện đèn rồi. Điện đèn, điện còi này kia rồi. Nên là mình sẽ đi sườn bên trái, đi dây điện kính ở bên trong để cho nó gọn gàng, nó đảm bảo tính mỹ thuật. Rồi ha, mình lắp rồi mình sẽ cho mọi người xem. Đây là cái bộ phụ kiện của nó. Rồi bây giờ mình lấy phần cái camera ra mình lắp trước. Thì cái cam trước mình sẽ gắn vào vị trí này. Cái này là cái bát để gắn GoPro, nhưng mình không có gắn GoPro. Ở đây thì nó sẽ hạn chế bị rung hơn những vị trí khác ha. Nên là đặt ở đây, nhưng mà theo thiết kế người ta vẫn có cái lồng đèn cao su ở dưới này ha. Mọi người thấy không, lồng đèn cao su dưới này nè. Thì cái này cũng là tác dụng để giảm chấn ha, để nó đỡ rung. Tại cái camera hành trình này thì nó có chống rung, nhưng mà nó không phải xịn sò như GoPro đâu. Còn dây thì mình sẽ đi như thế này, đi luồn bên trong, đi cặp theo cái dây điện của xe này, đi luồn bên trong. Thì mình gá đây sẵn, xong rồi đi thấy nó ổn rồi mình cột dây xong. Sẽ đi theo một cái lớp dây để mà cắt điện với lại
nó bảo vệ được cái lớp dây điện nè. Cái cam sao thì mình lắp vô vị trí này ha, lắp vô cái bát gắn cái signal nè, gắn vô đây rồi mình tháo cái bát đèn này ra, xong rồi đi dây gọn vô đây rồi đây, rồi đi lên cái lỗ này đây là hai cái giắc nối của cam trước cam sau. Mình sẽ đặt cái bộ điều khiển của nó nằm ở đây, đặt vị trí cao nhất để nước mưa nó có xuống thì nó chảy, nó không có động. Làm tiếp ha. Thì mình xem cái sơ đồ đấu nối nó như thế này ha. Thì đây là cái bộ điều khiển của nó nè. Như vậy thì theo cái sơ đồ, theo sơ đồ này thì cái dây này nó sẽ là cái dây mic, dây này là cái dây cấp nguồn cho nó nè, cái dây này là cái dây GPS, cái dây này là cái dây gắn vô cái điều khiển, cái còn hai cái dây này là cái dây của cam trước và cam sau. Ok, giờ mình đi dây ha. Đây là cái bộ converter của nó ha. Thì nó lấy cái điện bình lên. Đỏ đen này là giống như âm cực dương của bình ha. Cái dây vàng này là cái dây nối vào cái đường, cái dây lửa sau khóa. Còn cái đầu này là cái đầu nó chuyển đổi sang 5V 2A để đấu vào cái bộ điều khiển. Giờ mình sẽ lắp vào cái vị trí gần với lại cái độ điều khiển. Bây giờ mình làm dây nguồn ha, mình làm dây nguồn để vô bình. Thì mấy cái dây nguồn này thấy mình thường mình làm xe mình dây nguồn mình làm kỹ lắm. Bấm xong mình thấy bấm chì là chứ không phải đấu nối bình thường đó. Chì xong rồi mình hòa nhiệt lên ha. Cái gì nóng mình còn là hai lớp luôn. Cứng với lại cái dàn áo là bọc lại cái này đó. Cuối cùng cũng xong ha. Đi một nồi dây hôm này mà mình cũng để tạm ha, rồi đi lại từ từ. Xếp bơ trong nó cũng gọn. Giờ dây phút căng thẳng nè, bật chìa khóa lên. Nó còn chớp là nó chưa lấy được tín hiệu.
À, cái đèn xanh nó chớp là tại vì mình chưa có gắn thẻ nhớ. Wi-Fi thì chưa có kết nối. Rồi ok, giờ bắt đầu mình cài app. Giờ mình sẽ cài thẻ nhớ. Thẻ nhớ thì đây, nó nằm ngay chỗ cái khe này, khe trong cái bộ điều khiển ha. Mở này ra, xong rồi mình nhét nó vô. Mình sẽ nhét cái thẻ 128. Kiểm tra là gắn cái miếng cao su là cho nó kín, cái bụi nước nó vô chỗ này. Rồi bây giờ mình sẽ, mình mới vừa cài app xong thì bây giờ mình sẽ thử kết nối app và điều khiển ha. Rồi giờ mình thử nha, nó ngay trong 10 giây. Rồi, trong 10 giây thì cái này nó sẽ kích hoạt. Đó, cái màn ghi. Và mình sẽ, nó chớp như vậy là nó sẽ nhớ bị lỗi. Rồi mình cứ phục mát nó. Bây giờ mình sẽ cách đợi cái wifi nó lên. Cái wifi nó lên xong thì mình mới kết nối. Những cái nút này mà nó còn đang chết, như là nó chưa có hoạt động á. Cái GPS thì có thể là ra ngoài đường thì nó mới bắt, cái này mình ở trong nhà. Cái GPS thì mình để nó ở đây. Rồi bây giờ mình kết nối app thử nha. Bây giờ là biểu tượng này nó không có chớp nữa nè. Cái biểu tượng camera nó không chớp nữa, có nghĩa là nó đang quay á. Cái GPS nó còn đang chớp nên là nó chưa lấy được tín hiệu GPS. Còn cái này nó đang chớp là nó chưa kết nối wifi. Kết nối wifi nó sẽ đứng im. Bây giờ mình kết nối wifi nha. B28 nè, mình sẽ kết nối với nó. Như là một màn như mũng 8 này phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi khi mà kết nối wifi xong thì cái biểu tượng này nó đứng yên ha. Như vậy là camera đang quay và wifi đã kết nối. Chỉ còn GPS là nó chưa bắt được thôi. Này. Ok, nó bắt mình phải cho phép định vị. Ok. Truy cập photo rồi, ok. Giờ mình sẽ vô cài đặt thông số cho nó. File name rồi, ok, giữ nguyên không có gì hết. Setting là Full HD. Bitrate là 2, nó đang để 2. Man, front, rear, ok, không có gì. Đây là cái hướng của camera trước, sau rồi. Rồi, cái loop recording mình để 1 phút. Nó có nhiều chế độ lắm. Có nghĩa là nó sẽ quay từng clip ngắn 1 phút 1 phút. Có thể chọn đến 10 phút cũng được. Nhưng mà mình thì mình chọn 1 phút thôi. Tại vì 1 phút nếu như mà nó có hư thì nó hư cái đoạn clip có 1 phút thôi. Còn nếu mình để dài thì nó hư thì nó mất nhiều dữ liệu hơn. Ha. Rồi cái video format thì nó hỗ trợ là TS với lại MP4. Mà TS thì mất công mình convert lắm, mình để MP4 luôn để gì mình xài. Rồi timelapse recording không cần thiết. Review recording switch. Ok, mic volume
volume nó đang để ở mức khá cao, mình chuyển nó về mức vừa phải rồi. Date time có nghĩa là nó sẽ hiện thông tin ngày tháng năm ở trên cái video, hiển thị tốc độ, đơn vị tốc độ là km giờ, ok, GPS hiển thị GPS luôn. Stem thì cái này nó sẽ nhãn, nó có cái nhãn là mình đặt nhãn nó tên là gì thì để video nó sẽ hiện lên, thì mình để mặc định đi. Capacity mình cài cái thẻ 128GB. Bây giờ mình sẽ format nó. Ok, format xong. Parking monitor là cái chế độ nó sẽ theo dõi khi mình đậu xe, nhưng mà chế độ này á có nghĩa là ai có một cái tác động gì đó đến cái xe thì nó sẽ kích hoạt cái camera nó chụp lại. Thì cái này nó sẽ làm hao bình lắm, mình không cần thiết nên mình tắt. Rồi, gravity sensor có nghĩa là cái độ nhạy của cái cảm biến chấn động á, nếu mình để nó cao với là mức nó nhạy nhất. Mà đường xá Việt Nam mình thì nó xấu ha, thì khi mình để nhạy quá thì đi ổ gà nó tưng tưng, cái nó cũng hiểu đó là có một cái tai nạn hay cái gì đó nó sẽ chụp lại. Và như vậy thì mà những cái video với lại hình ảnh mà nó hiểu là tai nạn nó sẽ khóa lại, nó không cho xóa. Thì camera hành trình là khi nó đầy thẻ nhớ nó tự xóa ha. Mà những cái footage mà nó liên quan đến tai nạn thì nó sẽ khóa lại, nó không bị xóa, để giữ lại cho mình. Cho nên mình giảm cái độ nhạy nó xuống nhỏ thôi. Cho nên là khi mà tác động mạnh lắm thì nó mới chụp, nó mới hiểu ra là tai nạn. Chứ còn ổ gà tưng tưng thì không sao, mình để mức 1 thôi, mình không có để mức cao. Rồi cái này thì nó dạng để sticker thôi. 50, 60 thì mình đang để 50. Rồi update time là mình sẽ lấy cái giờ của cái điện thoại nó update nó lên. Clear case. Rồi, cơ bản nó là như vậy ha. Xong. Thì như vậy là nó đang lưu á. Tí xíu mình sẽ kiểm tra nó lại coi nó phải lưu như thế nào ha. Thì nó đang lưu, bây giờ mình sẽ kiểm tra một số cái hình ảnh. Hoặc là mình có thể là xem. Mình có thể xem luôn cái camera trước sau. Đây, nó đang hiển thị camera trước và sau. Thì cái này nó bung lớn bung nhỏ thôi. Cái này chế độ bật coi cam trước cam sau. Cái hình nhỏ đó là cam sau, còn cái hình lớn đó là cam trước. Nên là cái này khi mình chạy mình muốn xem hình trực tiếp thì cứ mở cái này lên coi ha. Mình không cần coi trước, trước thì mình coi rồi, mình chủ yếu mình sẽ coi sau. Đó. Coi sau. Còn cái này là cam trước. Đó, cam trước nó để như vậy. Rồi mình sẽ canh chỉnh lại cái cam này mình là, nói chung là nó thẳng thớm rồi đó. Ok. Rồi, ngày mai mình sẽ chạy mình test thử cam ha. Nói chung tối mà nó hình ảnh nó lên vậy là cũng khá tốt rồi đó. Mà mình chưa có lột cái miếng ni lông bảo vệ ra. Cho nên là nó có cái mờ. Đây là cái file mà nó lưu nè. Nó trong thẻ nhớ mình có thể download về ha. Rồi, ok, nói chung cài đặt thành công rồi đó. Bây giờ mình đi test cam ha. Giờ mình đi test thử cái ánh sáng, còn trời còn sáng nè, chứ là trời tối. Để gỡ cái mặt này nè. Rồi. We'll be right back.
mấy cái video này là mình lấy file gốc ở trong cái bộ điều khiển ra luôn. Mình không chỉnh sửa, không tăng sáng, bù sáng gì hết. Để mọi người xem coi đánh giá cái chất lượng của cái loại này nó như thế nào ha. Cá nhân mình thì thấy đối với một cái camera hành trình mà trong cái môi trường thiếu sáng như vậy mà hình ảnh khá sắc nét và đủ sáng, nó tự cân bằng sáng luôn. Mình không cần phải làm gì thêm. Và mình cũng có thử dừng video lại để mình xem những cái biển số xe mà các camera nó chụp được á, thì hiện lên khá rõ. Vì cái đảm bảo cái chuyện quyền riêng tư á, nên mình không có show những cái hình ảnh mà có cái biển số xe của người khác lên clip ha. Dừng lại mình cài cái app lên cái điện thoại mà mình dùng để dẫn đường, mình test cái tính năng xem trực tiếp cái camera coi nó xem ở đây vị trí này, thấy nó cũng không thể mình test thử là nhiều khi mình có lúc sẽ cần phải coi trên điện thoại. Còn cái điện thoại trước mình cài thì mình để nó trong cái giỏ, mình không có lấy đây vô, cho nên mình cài lên luôn cái điện thoại đang gắn trên cái dẫn đường cho nó sao. Đang cài đi. Android hay là iOS gì nó cũng kép này. Giờ mình sẽ cài cho kết nối wifi trước đó đã. Khi nào mà nó kết nối wifi thành công thì cái đèn wifi nó sẽ không nhấp nháy nữa. Đó là ba chức năng nó đang hoạt động, nó sẽ không nhấp nháy nữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái app của nó. Là cấu hình rồi đó. Mình check lại coi mấy cái hình coi vô được không. Okay. Mình kiểm tra coi nó load hình được không. Đây là nó lên rồi đó. Ok ha. Mình sẽ không cần coi cam trước tại vì mình đã nhìn mình thấy rồi, cho nên mình chỉ cần coi cam sao thôi. Coi cam sao chỉnh đâu ta, nó đang quay đó. Cam trước cam sao cái chỉnh trong này trước. Coi rear nè, coi một cam một thôi. Rồi đó, đây là cam sao nè mọi người. Đây là cái đoạn clip mà mình quay lúc trời cũng khá tối rồi, nó hẳn hơn 7 giờ sao. Có hiện thông tin ở trên clip đó. Thì mọi người cứ xem rồi cho biết cái cảm nhận của mọi người như thế nào ha. Có vì gì mọi người cứ comment ở dưới cái phần mô tả với mình. Rồi chào mọi người ha.